Oh, hay quá các bạn. Xe lửa chạy rất là hay luôn nha. Wow các bạn ơi, gặp accident rồi các bạn ơi. Chiếc xe lửa chúng ta đã bị chặt đường ray kìa các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ là đi xây dựng thành phố xe lửa nha. Phía trước chúng ta có một bộ đồ chơi xe lửa kìa. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn máy xúc này chạy ra trước nha. Đi xây dựng thành phố xe lửa thôi các bạn ơi. Rồi, đã đến nơi rồi. Mình sẽ mở cái hộp xe lửa này ra để xây dựng thành phố nha các bạn. Đây là bộ đường ray xe lửa của chúng ta. Còn đây là tàu hỏa của chúng ta nè các bạn. Tàu hỏa của chúng ta động cơ rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ để đây. Đây thêm một đầu tàu nữa. Còn đây, đây là toa chở khách nha. Bây giờ mình sẽ lắp ráp đường ray xe lửa lại nha các bạn. Mình đã lắp ráp xong đường ray xe lửa rồi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc máy xúc này chạy đến. Cẩu xe lửa lên thôi máy xúc ơi. Tiếp tục làm việc thôi bạn máy xúc ơi. Máy xúc đã đưa xe lửa lên đường ray rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe lửa hoạt động nha các bạn. Nhấn cái nút này nè. Wow, xe lửa của chúng ta đã hoạt động rồi các bạn ơi. Wow, xe lửa chạy nhanh quá các bạn. Rồi, cho xe lửa dừng lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển những chiếc xe công trình nhỏ này qua thành phố xe lửa nha các bạn. Một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn hộp. Ok, let's go. Pip 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 pip. Đi xây dựng thành phố xe lửa thôi các bạn ơi. Pip 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 pip. Rồi, đã đến thành phố xe lửa rồi. Ở đây có bốn hộp xe công trình. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp xe này ra trước nha các bạn. Đây là một chiếc xe ô tô đang chở theo một chiếc xe gì vậy các bạn? À, đây là một chiếc xe lưu nè các bạn. Wow, chiếc xe lưu đẹp ha các bạn ha. Một chiếc xe lưu màu vàng. Nhìn rất đẹp luôn. Rồi, còn đây là chiếc xe ô tô của chúng ta nè. Chiếc xe ô tô có cái chỗ cho tài xế ngồi. Chỗ này là chỗ lơ xe. Đây, cái còi xe của chúng ta nha. Cabin màu xanh nước biển. Rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ để chiếc xe ô tô này trong này. Rồi, chiếc xe lưu sẽ để lên trên này nha. Tiếp theo, mình sẽ mở cái hộp này ra nha các bạn. Đây là một hộp xe ô tô chở theo một chiếc xe đua này các bạn. Hay, một cái chiếc xe đua siêu đẹp luôn nè. Các bạn thấy chiếc xe đua đẹp không? Còn đây, đây là cái chiếc xe ô tô của chúng ta nè. Có một chú cảnh sát và một cô cảnh sát nè. Đây là xe ô tô cảnh sát nha. Rất đẹp luôn ha các bạn. Rồi, để xe ô tô cảnh sát ở đây. Rồi, cho xe ô tô lên luôn. Rồi, tiếp theo, mình sẽ mở cái hộp này ra nha. Đây là một hộp xe container rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Một chiếc xe container màu xanh nước biển nha. Funny truck. Ở trong đây chở theo hai chiếc xe ô tô, một chiếc xe màu đỏ và một chiếc xe màu vàng nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Rồi, để những chiếc xe nhỏ này đây nha. Rồi, đây là một chiếc xe công nông ủi đất nè các bạn. Rất đẹp luôn ha. Còn đây là cái máng chở hàng nè. Rồi, mình sẽ móc vô nha. Chiếc xe rất đẹp luôn. Rồi, để ở đây. Rồi, đây là chiếc xe container của chúng ta nè. Ở đây có một cái anh tài xế nè và một cô lơ xe. Rất là đẹp luôn phải không các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe container này ở đâu đây? Rồi, cho vô trong này nha các bạn. Rồi, tiếp theo
Đây là một hộp xe máy xúc nè các bạn. Chiếc xe ô tô đang chở theo chiếc máy xúc. Ồ, đây là chiếc máy xúc của chúng ta nè. Rồi, còn đây. Đây là cái chiếc xe ô tô cảnh sát nè các bạn. Có một chú cảnh sát và một cô cảnh sát nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi, để chiếc xe ô tô cảnh sát đây, để chiếc xe máy xúc đây. Wow, các bạn thấy thành phố xe lửa chúng ta đẹp không các bạn? Tiếp tục di chuyển những chiếc xe công trình còn lại qua thành phố xe lửa nào các bạn. Đây là cái thùng ben của chúng ta. Tiếp theo là một hộp xe siêu to siêu bự của chúng ta nữa nè các bạn. Ok, let's go. Rồi, đến thành phố xe lửa rồi các bạn. Chúng ta sẽ cho cái hộp siêu to siêu bự này xuống nha. Wow, hộp này to quá các bạn. Cái hộp này có một cái chiếc xe siêu to siêu bự luôn nè các bạn. Đâu, để bây giờ mình sẽ xoay qua coi cái hộp này. Cái hộp này không có phải chứa những chiếc xe siêu to siêu bự mà chứa những chiếc xe công trình nhỏ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở những chiếc xe công trình nhỏ ra coi nha. Rất là nhiều xe công trình đẹp luôn các bạn. Đầu tiên để mình coi coi, đây là chiếc xe gì đây? Đây là một cái chiếc xe này là xe trộn bê tông nè các bạn. Wow, chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn. Các bạn thấy chiếc xe trộn bê tông này đẹp không? Rồi, bây giờ sẽ để chiếc xe trộn bê tông này ở đây nha các bạn. Tiếp theo, ở đây là chiếc xe gì đây các bạn? Có một chiếc máy xúc nè các bạn. Đây, cái chiếc máy xúc của chúng ta nè. Các bạn thấy chiếc máy xúc đẹp không? Wow, trong chiếc máy xúc này có anh tài xế nè các bạn. Đang ngồi điều khiển chiếc máy xúc nha. Rồi, để chiếc máy xúc ở đây nha các bạn. Rồi, tiếp theo, đây là một cái chiếc xe ben nè các bạn. Chiếc xe ben có cái cabin màu đỏ và cái thùng ben màu vàng. Để mình nhấn đây coi các bạn. Nhấn đây là thùng ben có thể ben lên được nha. Rồi, nhấn xuống nè các bạn. Wow, chiếc xe rất đẹp luôn các bạn. Rồi, cho chiếc xe ben này chạy qua đây nha. Rồi, tiếp theo các bạn. Ở đây có cái chiếc xe gì đây? Các bạn ơi, ở đây có chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Wow, chiếc xe cần cẩu này cũng rất đẹp luôn nè. Xe cần cẩu này có cái cabin màu đỏ nè, còn cái cần cẩu với lại cái bệ cẩu thì màu vàng nha. Rất đẹp luôn. Còn đây là chỗ cho tài xế ngồi điều khiển cái cần cẩu nha các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, mình sẽ để xe cần cẩu đây nha. Rồi, tiếp theo. Wow, các bạn ơi, ở đây có một cái chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe xúc lật nè các bạn. Wow, chiếc xe xúc lật đẹp quá các bạn. Nè, bạn thấy xe xúc lật đẹp không? Ống khói nè các bạn. Đây cái đồ xúc khác nè. Còn đây là cái chỗ bùng lái của chiếc xe nè các bạn. Đây có cầu thang leo lên chỗ bùng lái nè ha. Rất đẹp luôn các bạn. Mình nâng cái xúc lật lên nè. Cái xúc lật của chúng ta nè. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn ha. Rồi, chạy chiếc xe qua đây các bạn. Rồi, tiếp theo. Đây là chiếc xe gì đây? Các bạn ơi, đây là một cái chiếc xe cứu hộ nè các bạn. Đây, cái chiếc xe này có cái thang rất là dài luôn các bạn thấy không? Cái thang rất là dài luôn nè. Chiếc xe này có cái thang màu đỏ và cái bệ cẩu và cái cabin thì màu vàng nha. Rồi, để qua đây luôn các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, ở trong cái thùng xe này nè, mình thấy có một cái bịch gì đây. Để mình lấy cái bịch này coi đây là bịch gì nha các bạn. Ô các bạn ơi, đây là một cái bịch xe tải hóa vật nha. Rất là nhiều xe trong này luôn nè. Đây, để bây giờ mình sẽ lấy ra cho bạn xem. Có 4 chiếc xe tải hóa vật nè các bạn. Đầu tiên, đây là chiếc xe xúc rác nha các bạn. Rất đẹp luôn nè các bạn. Chiếc xe đẹp không các bạn? Rồi, tiếp theo. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe đổ rác nè. Xe tải hóa vật đổ rác nha. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cần cẩu nè, xe tải hóa vật cần cẩu nha. Rất đẹp luôn. Rồi, tiếp theo, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đây là chiếc xe tưới nước nè các bạn. Xe tải hóa vật tưới nước. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã xây dựng xong thành phố xe lửa rồi nè các bạn. Rất đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho xe lửa hoạt động nha. Wow, hay quá các bạn. Xe lửa chạy rất là hay luôn nha. Wow, các bạn ơi, gặp accident rồi các bạn ơi. Chiếc xe lửa chúng ta đã bị chật đường ray kìa các bạn. Ôi, rồi. Xe lửa đã bị ngã luôn rồi các bạn ơi. Xe lửa chật đường ray đã bị ngã rồi. Rồi, xong, tắt luôn. Các bạn ơi, như vậy là hôm nay chúng ta đã xây dựng một thành phố xe lửa rất đẹp. Bây giờ cũng đã đến giờ, mình phải về nhà rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.